Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng là các bạn không bị dài cổ vì chờ đợi video mới của chúng tôi. Như các bạn đã biết, nhiều người ở Việt Nam hiện tại không tin rằng đất nước ta từng có khủng long sinh sống vào thời cổ đại, vì cho rằng Việt Nam từng chìm dưới biển trong thời đại khủng long và chỉ mới trở thành đất liền vào khoảng thời gian sau đó. Dù Dino Man tôi đã tìm được một số tài liệu chứng minh rằng quan điểm này chưa chính xác như trong một video trước đây đã đề cập, nhưng tất nhiên là chúng ta vẫn chưa tìm thấy hóa thạch khủng long nào để có thể khẳng định rằng Việt Nam từng là nơi sinh sống của khủng long. Và các bạn biết không, tại châu Á cũng đã từng có một quốc gia tin vào điều tương tự cho đến khi họ phát hiện được những hóa thạch khủng long đầu tiên, đó chính là Nhật Bản. Đúng vậy, nhiều người Nhật cũng từng tin rằng quần đảo Nhật Bản chỉ mới hình thành cách đây vài triệu năm và do đó không thể có khủng long từng sinh sống. Tuy nhiên, bước sang thập niên 1990 thì điều đó đã thay đổi hoàn toàn. Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long TV khám phá hành trình phát hiện hóa thạch khủng long và trở thành một trong những quốc gia có hóa thạch khủng long nhiều nhất châu Á của nước Nhật các bạn nhé. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ngày nay, nước Nhật mà chúng ta biết là một quần đảo nằm ở rìa đông của châu Á. Tuy nhiên, trong quá khứ thì quần đảo này từng là một phần của các siêu lục địa như Laurasia và Eurasia. Chỉ đến khoảng 56 triệu năm trước thì sự trôi dạt của mảng kiến tạo Thái Bình Dương đã dần dần kéo vùng đất là Nhật Bản ngày nay sang phía đông, mở ra biển Nhật Bản để tạo thành hình thế như hiện tại. Đó là những hiểu biết ngày nay về lịch sử địa chất của Nhật Bản thời cổ đại, đặc biệt là vào đại Trung Sinh, thời đại mà khủng long bắt đầu trỗi dậy và thống trị trái đất. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài thì trong nhận thức chung của người dân Nhật, họ tin là quần đảo Nhật Bản có lịch sử rất trẻ và chỉ mới hình thành trong khoảng vài triệu năm đổ lại. Nếu các bạn đọc truyện Doraemon, hẳn các bạn sẽ nhớ chi tiết Doraemon từ chối kiếm cho Nobita một con khủng long vì cho rằng nước Nhật không có khủng long. Hay hai anh bạn lo sợ lũ khủng long mà họ dụ từ Trung Quốc sang sẽ rơi hết xuống biển vì khi đó chưa có quần đảo Nhật Bản, vân vân mây mây. Có thể giới khoa học không nghĩ vậy, nhưng chí ít thì rất nhiều người Nhật từng tin là như vậy. Trên thực tế thì người Nhật đã từng tìm ra một chi khủng long từ trước chiến tranh thế giới thứ hai và thậm chí họ còn lấy tên quốc gia của mình để đặt danh pháp khoa học cho chi khủng long này. Đó chính là Nipponosaurus sagellinensis, được phát hiện vào tháng 11 năm 1934 tại tỉnh Karafuto. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tỉnh này lại nằm trên đảo Sakhalin, vùng đất về sau đã bị sáp nhập vào Nga như một phần thỏa thuận sau khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai với việc nước Nhật cùng phe phát xít bại trận. Do đó, dù mang tên nước Nhật nhưng Nipponosaurus ngày nay không còn được coi là một chi khủng long của Nhật. Tiếp sau đó là một khoảng trống gần 50-60 năm mà người Nhật không hề nghe tin về bất kỳ loài khủng long nào được tìm thấy trên nước họ. Có lẽ nhiều người Nhật yêu thích khủng long khi đó cũng đã từ bỏ hy vọng rằng đất nước họ từng có khủng long sinh sống. Cần nhớ rằng người Nhật rất yêu thích khủng long. Họ chính là những người đầu tiên ở phương Đông du nhập thuật ngữ dinosaur và dịch sang thành Kyoryu theo Kanji, chuyển sang Hán Việt có nghĩa là khủng long. Họ cũng tạo ra những biểu tượng văn hóa liên quan đến khủng long mà nổi tiếng nhất có lẽ là Godzilla vào năm 1954. Thế nên việc không tìm thấy bất cứ hóa thạch khủng long nào có lẽ là một điều khó chấp nhận với các fan khủng long ở Nhật lúc bấy giờ. Tuy nhiên, việc phát hiện ra khủng long đôi khi diễn ra rất tình cờ và không phải cứ cố ý tìm là thấy, trong khi bằng một sự may mắn ngẫu nhiên nào đó ở một địa điểm tình cờ nào đó, không cần là một nhà cổ sinh vật học, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy hóa thạch khủng long. Trước thập niên 1990 thì vào những năm cuối thập niên 1980, người Nhật đã tìm thấy lẻ tẻ một số hóa thạch khủng long tại tỉnh Fukui nhưng chưa xác định được loài. Đến năm 1990, tại tỉnh Fukuoka, một cựu cầu thủ môn khúc quần cầu trên băng từng chơi cho tuyển quốc gia Nhật tên là Masahiro Sato đã bất ngờ tìm thấy một chiếc răng khủng long hóa thạch, về sau được xác định là răng của một loài khủng long theropod hay còn gọi là khủng long chân thú. Đến năm 1992 thì nhà cổ sinh vật học Yoshihiko Okazaki chính thức hoàn thành mô tả và đặt danh pháp cho loài khủng long này là Wakinosaurus satui. Trong đó tên loài satui dùng để vinh danh người đã tìm ra hóa thạch và đây chính là loài khủng long đầu tiên được người Nhật xác định và đặt tên sau Nipponosaurus sagellinensis mà tôi đã đề cập ở trước đó. Và nối tiếp phát hiện của Masahiro Sato là những phát hiện khác trong niềm hân hoan của những người yêu thích khủng long tại Nhật Bản. Nhiều hóa thạch được phát hiện trong phần còn lại của thập niên 1990 và đến năm 2000, số lượng các loài khủng long Nhật Bản được xác định và công bố bắt đầu gia tăng. Theo thống kê của đài Asahi, vào tháng 2 năm 2023 thì hiện nay tại Nhật Bản đã có đến 40 địa điểm phát hiện hóa thạch khủng long, từ vỏ trứng, dấu vết cho đến xương cốt của khủng long. Trong số các địa điểm có hóa thạch khủng long ở Nhật Bản thì tỉnh Fukui nổi lên như một điểm nóng với phần lớn hóa thạch được khai quật tại đây. Chính vì thế, có đến 4 chi khủng long được đặt tên theo tỉnh này gồm Fukui Raptor, Fukui Venator, Fukui Saurus và Fukui Titan. Tính tổng cộng cho đến năm 2021 thì Nhật Bản đã có 11 loài khủng long được xác định, trong đó có đến 5 loài được tìm thấy tại hệ tầng Kidatani thuộc tỉnh Fukui.
tất cả đều có niên đại phấn trắng sớm hoặc phấn trắng muộn, và hơn hết, chúng có quan hệ khá gần gũi với các loài khủng long của Trung Quốc hay Mông Cổ, do nước Nhật từng nối liền với đại lục châu Á trong đại trung sinh. Dù chưa phải quá nhiều, nhưng số lượng hóa thạch khủng long này cùng với hóa thạch của nhiều nhóm sinh vật khác như lưỡng cư, bò sát, cá sấu, rùa cũng đã phần nào đủ để nói lên rằng nước Nhật thời cổ đại có một hệ sinh thái đa dạng và phong phú. Và trong lúc chúng tôi đang thực hiện video này thì người Nhật lại tiếp tục công bố chi khủng long thứ 12 được tìm thấy trên đất nước họ, đó là Tyrannomimus fukuyensis, cũng là loài thứ 6 đến từ tỉnh Fukui. Nghe tên thì có vẻ hao hao khủng long bạo chúa, nhưng thực chất đây là một loài có họ hàng với Deinocheirus thuộc nhóm Ornithomimosauria. Chúng được đặt danh pháp Tyrannomimus có ý nghĩa bắt chước bạo chúa bởi một số xương của loài khủng long này có đặc điểm giống với khủng long thuộc liên họ bạo long Tyrannosauridae. Vậy thì nếu phải chọn ra loài khủng long tiêu biểu của Nhật Bản thì đó sẽ là loài nào? Sẽ hơi khó vì những loài khủng long Nhật Bản chỉ mới bắt đầu xuất hiện trong khoảng 30 năm trở lại đây và do độ nguyên vẹn của hóa thạch không cao, hiểu biết về chúng vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, nếu phải chọn thì tôi sẽ chọn ra hai cái tên tạm gọi là ổn nhất. Trước tiên đó là Fukuraptor kitadaniensis, chi khủng long săn mồi có thể coi là lớn nhất Nhật Bản hiện tại, với chiều dài có thể lên đến 5 mét. Chúng thuộc nhánh Megaraptora, với đặc trưng là chi trước dài cùng cấu trúc cơ thể thích hợp cho việc chạy nhanh. Hóa thạch của Fukuraptor kitadaniensis khá phổ biến trong hệ tầng Kitadani, điều đó nói lên vị thế nhất định của nó trong hệ sinh thái cổ đại tương ứng. Loài khủng long thứ hai mà người Nhật muốn nhắc đến có lẽ sẽ là Tambatitanis amicitae. Chúng hiện là loài khủng long sauropod lớn nhất được biết đến trên lãnh thổ Nhật Bản, với chiều dài lên đến 14 mét và cân nặng ước tính khoảng 4 tấn. Với những hóa thạch được thu thập vào khoảng năm 2006-2010, sau đó được mô tả và định danh vào năm 2014, Tambatitanis amicitae sớm nhận được sự quan tâm của người yêu khủng long ở Nhật. Đài truyền hình NHK từng để Tambatitanis amicitae xuất hiện trong loạt video về khủng long của họ. Việc phát hiện hóa thạch khủng long chắc chắn có ý nghĩa rất lớn đối với người Nhật. Như đã nói, họ là những người rất yêu thích khủng long. Khủng long xuất hiện trong nhiều sản phẩm và văn hóa của họ, từ truyện tranh manga cho đến hoạt hình anime. Vì thế, không khó để tưởng tượng được sự vui mừng của người Nhật khi tìm thấy hóa thạch cũng như những loài khủng long của riêng họ. Chính phủ Nhật cũng thể hiện sự quan tâm đến lĩnh vực cổ sinh khi đã tài trợ cho 3 dự án khai quật hóa thạch khủng long kéo dài trong 4-5 năm, lần 1 từ năm 1989 đến năm 1993, lần 2 từ năm 1995 đến năm 1999 và lần 3 từ năm 2007 đến năm 2010. Cả 3 lần đều thu được nhiều kết quả khả quan. Và đương nhiên rồi, bên cạnh giá trị khoa học thì khủng long cũng mang đến những giá trị to lớn về văn hóa và du lịch. Tỉnh Fukui nên phát hiện nhiều hóa thạch khủng long nhất Nhật Bản đã nhanh chóng biến điều này thành một lợi thế của địa phương. Chính quyền tỉnh đã cho xây dựng một trong những bảo tàng khủng long lớn nhất châu Á là bảo tàng khủng long tỉnh Fukui. Bảo tàng này có kiến trúc hết sức độc đáo, trông như một quả cầu kính khổng lồ nằm trên mặt đất. Bảo tàng được xây dựng trên một diện tích lên đến 30.000 m² và phần diện tích sàn là 15.000 m², thuộc hàng lớn nhất trong số các bảo tàng cổ sinh ở Nhật Bản cũng như châu Á. Được khánh thành vào năm 2000, kể từ đó đến nay, bảo tàng khủng long tỉnh Fukui đã đón hàng triệu lượt khách tham quan và tìm hiểu về đời sống tiền sử ở Nhật Bản. Và không chỉ dừng lại việc xây dựng bảo tàng thì chính quyền tỉnh Fukui còn cho dựng rất nhiều mô hình khủng long có kích cỡ tương đương kích thước thật của những con khủng long này khi còn sống để trưng bày khắp nơi, đặc biệt là ở các nhà ga của tàu Shinkansen, nơi dễ dàng để các du khách trong nước và nước ngoài nhìn thấy. Theo một quan chức tỉnh Fukui thì họ hy vọng thể hiện một thế giới khủng long sống động chẳng kém gì các công viên chủ đề nhằm nâng cao danh tiếng cho tỉnh nhà. Thậm chí là tại nơi được mệnh danh là vương quốc khủng long của Nhật Bản, những hàng ghế công cộng cũng mang bóng hình của khủng long, như những gì một người dân địa phương tên là Yusuke Terai phát hiện và đăng lên mạng xã hội hồi tháng trước, thu hút đến 6 triệu lượt xem và 140.000 lượt thích chỉ trong thời gian ngắn. Trong tương lai thì chính quyền tỉnh Fukui còn có dự định xây dựng khoa chuyên nghiên cứu về khủng long trực thuộc Đại học tỉnh Fukui. Đây sẽ là nơi quy tụ những sinh viên yêu thích khủng long trên cả nước để họ có thể học tập, nghiên cứu và trực tiếp tham gia vào việc khai quật hóa thạch khủng long. Còn gì hơn là tự tay bạn đào được một hóa thạch khủng long ngay chính trên quê hương đất nước của mình, đúng không nào? Chính vì thế, nước Nhật là một địa điểm đáng để ghé qua đối với người yêu khủng long châu Á. Bạn vừa có thể chiêm ngưỡng tận mắt những hóa thạch hàng real có độ tuổi lên đến cả 100 triệu năm, vừa có thể chụp hình lưu niệm với những mô hình chúng cũng real không kém, thậm chí chúng còn có thể cử động và phát ra âm thanh nữa cơ. Nhìn từ nước Nhật, nghĩ về Việt Nam, hy vọng một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ sớm tìm thấy hóa thạch khủng long trên đất nước mình. Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay, hy vọng rằng các bạn đã có một cái nhìn khái quát về khủng long ở Nhật Bản. Nếu thấy yêu thích video này cũng như các nội dung khác của Mê Khủng Long TV, đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.